xã hội ngày càng hiện đại, đời sống ngày càng nâng cao, thì vấn nạn về thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng cũng ngày càng khiến cho người tiêu dùng đau đầu. Do đó, việc lựa chọn các nhà cung cấp nguồn thực phẩm sạch được xem là nhu cầu cấp thiết cho các nhà sản xuất thực phẩm, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, quán ăn. Trong mắt của những khách hàng đứng đầu ngành thực phẩm trong nước cũng như ngoài nước đã lựa chọn chúng tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ An Tâm Mai, viết tắt là ATM Five Food, là cung cấp an toàn thực phẩm sạch thuần tự nhiên. Với thương hiệu ATM Five Food cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trách nhiệm, phục vụ tốt quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, luôn giữ vững quan hệ tốt đẹp với các nhà sản xuất uy tín hàng đầu trong ngành thực phẩm. Chúng tôi đã và đang là nhà cung cấp xì lẻ, đa dạng các loại nông thủy hải sản, đạt chất lượng, đúng theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đến các khách hàng trong và ngoài nước. Hello, welcome to ATM Fan Food. We are one of the largest food distributors in Asia. We sell the highest quality meat, seafood, vegetable, and any other type of food product. We provide the fastest delivery to our customer in Vietnam and around the world. I want to welcome you to our family. Let's work for you to bring the fastest, safest, and healthiest food to your community. Let us know what you need, and we will make it happen for you. Thank you. ATM Five Food luôn cam kết mang đến nguồn nông sản thực phẩm xanh, sạch và an toàn, giá cả hợp lý. Đối với quý khách, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp nông thủy hải sản tốt nhất đối với các khách hàng tên tuổi hàng đầu trong ngành thực phẩm trong nước và ngoài nước. Hiện nay, chúng tôi luôn tạo điều kiện để thực hiện đúng uy tín theo quy trình chất lượng của quý khách hàng đề ra, cho dù đó là tiêu chuẩn khó nhất chúng tôi cũng sẽ thực hiện được. Trong tương lai, ATM Five Food sẽ luôn nỗ lực phấn đấu để tạo uy tín chất lượng trong ngành cung cấp nông thủy hải sản trong và ngoài nước. Chúng tôi luôn mong nhận được sự ủng hộ từ quý khách hàng. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách một sức khỏe thành công. ATM Five Food cam kết mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng, luôn tìm giải pháp tốt nhất trong việc chào giá thành hợp lý. Song song, chúng tôi luôn tận tâm, kỹ lưỡng, trách nhiệm cao trong việc chọn lựa nguyên liệu tốt nhất, có nguồn gốc và chứng nhận theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, từ yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng khách hàng đề ra. Dựa vào phong cách làm việc trên, hiện ATM Five Food đã có được sự uy tín, chứng minh bằng những đơn hàng lớn tuyệt đối từ nguồn khách hàng cố định theo mỗi vụ mùa hàng năm cho các sản phẩm sơ chế nông sản như hành tây lột vỏ, đóng gói, hút chân không, khoai tây bi gọt vỏ theo định lượng nhân bánh, đóng gói, hút chân không, sen củ cắt lát, đóng gói, hút chân không, nha đam gọt sạch, đóng gói, tỏi lột vỏ, trái cây theo mùa, xoài, cam, bưởi, khóm. Đặc biệt phải nói đến thế mạnh nhất của ATM Five Food cho việc cung cấp hàng trăm tấn măng luộc, măng chua cho hệ thống nhà máy và siêu thị mỗi năm. ATM Five Food còn thực hiện chọn gói cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu nông thủy hải sản cho quý khách hàng trong và ngoài nước. Mọi thông tin chi tiết, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ An Tâm Mai, viết tắt là ATM Five Food, địa chỉ 21 đường số 4, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0912601260, 0949149249, email atmfivefood@gmail.com, website atmfivefood.com. Chúng tôi rất vinh dự trở thành người bạn đồng hành và là nơi tin cậy tuyệt đối của quý khách hàng trong việc lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.